Bắc Cạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên và phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang. Là tỉnh vùng núi có địa hình phức tạp, bị chi phối bởi những dãy núi vòng cung, quay lưng về phía Đông, xen lẫn với những thung lũng. Vị trí địa lý đã tạo cho Bắc Cạn giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú của tài nguyên, khoáng sản, danh lam thắng cảnh, phong phú và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt là căn cứ địa an toàn khu chợ đồn cùng khu di tích lịch sử Nà Tu, nơi Bác Hồ đến thăm và tặng Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 bốn câu thơ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đã trở thành địa điểm du lịch lịch sử hấp dẫn, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ học tập noi theo. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân, chúng tôi cùng các đội viên Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 năm xưa trở về thăm di tích Nà Tu, một địa danh đã gắn liền với bốn câu thơ Bác Hồ đã tặng cho đơn vị trong lần người đến thăm. Cây cầu Nà Tu được đơn vị Thanh niên xung phong 312 bắc qua dòng suối, nay không còn nữa, nhưng vẫn hiển hiện nơi đây những dấu tích của một thời mưa bom, bão đạn mà những cựu thanh niên xung phong này đã trải qua. Hơn 60 năm đã trôi qua, những người cựu thanh niên xung phong này mới được trở lại nơi đã ghi dấu chân họ. Sau khi thành kính thắp những nén nhang thơm trong nhà tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng thành kính với Bác Hồ kính yêu, với những người đồng đội đã mãi yên nghỉ trong lòng đất này, họ lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ được dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Đội thanh niên xung phong công tác 312 là được là riêng của tỉnh Vĩnh Phúc thì lấy là 120, thì trong đó có 1/3 nữ, còn thì là toàn nam giới. Thế nên đây thì thành lập thì ở tập trung tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Thế thì sau khi đó tập trung đủ quân thì hành quân từ Vĩnh Phúc mà cho nên đến đây là lúc ấy đi là còn ngày tránh máy bay. Lên đây là bắt đầu vào là nhận cái nhiệm vụ là được làm cái cầu ở Bắc Cạn. Trở lại với những tháng đầu năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn tiến công. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, ngay từ đầu năm, Trung ương Đảng đã chỉ thị cho Liên khu ủy Việt Bắc chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để khi có điều kiện sẽ mở chiến dịch lớn nhằm đánh bại quân địch trong vùng Đông Bắc. Nhằm đáp ứng với yêu cầu của tình hình cách mạng, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 1950, đội thanh niên xung phong công tác Trung ương được thành lập gồm 225 đội viên do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu Quốc làm đội trưởng, sẵn sàng phục vụ chiến dịch biên giới. Chỉ sau một thời gian ngắn được tôi rèn trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lực lượng thanh niên xung phong đã ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Trải qua các chiến dịch Trung Thu, chiến dịch Đường 18, Hà Nam Ninh, Tây Bắc, Thượng Lào năm 1951-1952, lực lượng đội viên thanh niên xung phong đã phát triển lên đến gần 3.000 người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng thanh niên xung phong đã vượt qua mọi khó khăn vất vả. Họ không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược, hàng hóa, chi viện kịp thời cho bộ đội chiến đấu, mà còn là lực lượng quan trọng trong việc mở đường, săn lấp hố bom, đảm bảo giao thông xuyên suốt, vận tải thương binh, góp phần đáng kể vào thắng lợi chung của dân tộc. Trong những ngày gian khó ác liệt đó, Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 nhận nhiệm vụ bảo vệ cầu Na Cù. Đây là cây cầu huyết mạch nối liền giữa Bắc Cạn với Cao Bằng,
nằm trên bản Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Họ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa trực chiến, vừa sửa cầu, đảm bảo cho những chuyến hàng kịp thời tới tiền tuyến. Lúc bây giờ đấy, cái đường vận chuyển của ta đấy là được kéo dài từ biên giới mà cho đến Điện Biên Phủ, cho nên là địch ấy, nó nhằm mà nó đánh, mà đánh dữ dội nhất đấy là trên cái đường vận chuyển số 3 đấy. Mà lúc bây giờ đấy, ta đấy thì là cũng chưa có công binh như bây giờ đâu, chưa có, không có lực lượng nhiều, cho nên phải dùng thanh niên xung phong để mà ở cổng Nò Cù để mà chữa cầu, bắt cái cầu khác để mà chữa. Thế thì như thế là cái xung phong ấy tỏa ra rất là gan dạ. Địch đánh như thế, nó bắn, nó phá, nó tài khác, nhưng mà anh chị em vẫn là kiên cường, bám trụ, và như thế là để mà sửa chữa cầu đường. Sau chiến thắng biên giới năm 1950, con đường số 3 nối liền Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng được khôi phục, trở thành con đường giao thông huyết mạch, vận chuyển vũ khí, đạn dược, hàng hóa thiết yếu, phục vụ các mặt trận của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhằm bảo vệ con đường chiến lược đặc biệt quan trọng này, đội thanh niên xung phong trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu Quốc nhận nhiệm vụ bố trí quân dọc tuyến đường, bám trụ những nơi hiểm yếu nhằm đảm bảo cho giao thông của ta được thông suốt. Thế khi mà lên đây thì tay không. Thế thì làm cầu là phải đánh bằng gỗ trên rừng này, xô xuống này. Làm nào mà để bảo đảm luật giao thông này, mà giờ ấy là phải hoàn thành. Nó có một cái khắt khe như thế. Nếu không á, ô tô nó đứng một hàng dưới kia là lạn ở bên đi qua Cao Bằng về đây. Thế nếu không có là nó tắc lại thì chiến dịch hòa bình không hoàn thành được. Thì nguyên người ta lêu những cái ra, mình đã thấy rồi. Thì bộ đội khó khăn như thế nào, anh em thanh niên xung phong phải hoàn thành như thế nào, là cái đường mạch máu trong thông thời không để lúc nào nó lý thở. Quyết không để lỡ những chuyến hàng đến với mặt trận, những đội viên thanh niên xung phong 312 đã ngày đêm bám trụ, khắc phục mọi khó khăn, lấy gỗ bắc cầu cho các phương tiện vận chuyển của ta vượt qua dòng suối dữ. Đây là hình ảnh được ghi lại không khí lao động hăng say, hết sức khẩn trương của các đội viên thanh niên xung phong 312. Họ lao động hăng say, liên tục, không quản ngày đêm, dưới làn mưa bom bão đạn, với quyết tâm ghép nối được cầu cho những đoàn xe vượt qua, mang vũ khí, đạn dược, nhu yếu phẩm cho bộ đội yên tâm chiến đấu. Cầu Nà Tu là cầu nối liền đường giao thông Bắc Cạn đi Cao Bằng. Máy bay Pháp mới lên nó bắn phá. Rồi thì là chúng tôi làm nhiệm vụ đi hóp lớp hố bom và thông đường cho cán bộ đi lên Cao Bằng hoạt động. Chúng tôi lúc đó là rất là vất vả. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên, một người thanh niên, là chúng tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và vận động tất cả anh em là cùng làm. Thế còn một số mà lớp hố bom là anh em cũng đi lớp hố bom để chặt cây, chặt của gỗ để mà làm cầu, để nối tiếp đường giao thông từ Bắc Cạn lên Cao Bằng. Giữa những ngày tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu đầy gian khổ ấy, một niềm vui bất ngờ đã đến với Liên phân đội Thanh niên xung phong 312. Trên đường đi công tác, Bác Hồ đã đến thăm. Cùng đi với người còn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp. Bác đến đột ngột, bất ngờ, làm cho ai cũng vô cùng xúc động. Các đội viên ai cũng muốn lách lên trên để được ngắm nhìn bác rõ hơn. Trong đêm tối nơi miền Sơn Cước, hơi ấm của người đã xua đi màn đêm giá lạnh. Những tiếng hô chào đón Bác Hồ vang vọng cả núi rừng. Sau khi vẫy mọi người tới gần hơn, bác đã ân cần hỏi thăm việc ăn, ở, sức khỏe và động viên mọi người hãy cố gắng làm việc thật tốt để không làm chậm những chuyến hàng trở lên tiền tuyến, kịp thời phục vụ quân ta đánh giặc. Đây là bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc bác đứng nói chuyện với các đội viên thanh niên xung phong 312. Nhìn vào đây, chúng ta mới cảm nhận được đức tính giản dị cũng như tình yêu thương vô cùng lớn lao mà bác dành cho họ. Khi Bác Hồ bước vào đống sân rồi trại của chúng tôi, nhìn thấy biết là Bác Hồ thì trong lòng phấn khởi lắm. Đấy. Xong thì bác hỏi chúng tôi đi từ các cháu ở đâu, và những cháu từ ở Vĩnh Phúc lên ở trong đi bao nhiêu ngày, thì có những anh em nói cũng là đi cái lúc có thể máy bay nó bắn phá, có khi đang đi lại phải nấu không đi được, nấu cơm đang nấu phải bỏ tắt khói đi khỏi máy bay nó biết. Thì có anh ấy nói cháu đi 12 ngày,
Thì bác bảo thì các cháu đi sảng quá. Xong rồi bác hỏi là làm ăn vất vả hay không. Thì các cháu cũng nói là vất vả nhưng cháu phải khắc phục. Ánh lửa bập bùng của đêm lửa trại bên cánh rừng ở bản Nà Tu, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ đã dành nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện cùng các đội viên của Liên phân đội Thanh niên xung phong 312. Người ân cần thăm hỏi, động viên mọi người. Sự gần gũi quan tâm của bác làm cho ai cũng cảm thấy tự hào. Khi Bác Hồ đến thăm đơn vị chúng tôi thì anh em chúng tôi đưa ngồi quây quần tất cả. Thì bác có hỏi lại câu là đào núi có khó không? Thì có những đồng chí, một số thì bảo khó bác. Một đồng chí thì bảo có, khó đấy bác ạ. Đồng chí thì bảo không. Thế sau bác lại mỉm cười, bác lại hỏi tiếp vào có ai dám đào núi không? Thì có một đồng chí nên trả lời rằng thưa bác, hiện nay hàng ngày chúng cháu vẫn ra ngoài hiện trường đào núi để mà làm công tác giao thông. Xong lại bác hỏi tiếp, thế các cháu có lớp đập biển không? Thì chúng cháu cũng nói thưa bác, chúng cháu không lớp biển bao giờ mà chúng cháu cũng không lớp được. Thì bác mỉm cười, bác lại bảo các cháu ạ, các cháu phải đoàn kết và quyết tâm làm đào núi và lớp biển, cứ quyết chí thì ăn làm lên. Bắt đầu đốt lửa bùng lên thì bác có gọi tất cả thanh niên, có cậu thằng bé, có ba anh Thanh Thủ là một, anh Chi là hai, còn anh gì nữa là người Lập Thạch. Bác mới xoa đầu, bé này đi làm có được không? Bảo cháu làm được. Thế là thứ nhất. Thứ hai là bác hỏi này, có cô là trốn chồng không? Bảo không, đây là tự nguyện hết, không ai trốn chồng, không ai trốn vợ, đây là tự nguyện. Đấy, thế bác bảo ngoan ngoan, được, làm được, thế được. Thế sau lúc được, bác nói chuyện xong tất cả, bác động viên tất cả, thì bác mới tặng 4 công thơ. Thế chú đã nhận, thì anh Thi, tức là anh Thi, là cái ban văn nghệ, trưởng ban văn nghệ lúc bây giờ, anh đã nhận 4 câu thơ. Sau khi đọc xong 4 câu thơ, bên ánh lửa hồng, bác đã tặng lại bài thơ cho các đội viên Liên phân đội Thanh niên xung phong 312. Những lời can dặn, tình thương yêu mà người dành tặng cho các đội viên vẫn còn nguyên trong tâm trí của những người cựu thanh niên xung phong năm xưa. Bài thơ bác tặng nhanh chóng được lan truyền trong các đơn vị thanh niên xung phong, các đơn vị bộ đội và lực lượng dân công, trở thành phương châm sống và hành động không chỉ riêng với thanh niên mà với nhân dân cả nước trong những năm kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Trở lại Nà Tu, những người cựu thanh niên xung phong 312 năm xưa như được trở về với những kỷ niệm về một thời hào hùng của dân tộc mà họ là những nhân chứng đã góp một phần viết nên những trang sử vẻ vang đó. Những câu thơ bác tặng thanh niên mang tính triết lý sâu sắc, có tính giáo dục cao. Đó là ngọn lửa của ý chí và quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ mà bác đã nhóm lên trong lòng bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Bắc Cạn hôm nay đã mang một diện mạo mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao về mọi mặt. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đoàn Bắc Cạn ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Các phong trào, 4 đồng hành với người thanh niên lập thân lập nghiệp và 5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã được các tổ chức cơ sở đoàn kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn và phát triển kinh tế xã hội. Tuổi trẻ, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
thời gian qua thì đoàn thanh niên chúng tôi đã rất tích cực giúp đỡ cùng với nhân dân, giúp đỡ nhân dân như là làm công tác tình nguyện, tham gia nhân dân cùng nhân dân trong các mùa gặt, mùa cấy và làm đường cùng với nhân dân và rất nhiều hoạt động khác. Bên cạnh nhiệm vụ cùng bà con phát triển kinh tế, chúng tôi sẽ cùng giữ vững môi trường an ninh chính trị để cho bà con an tâm phát triển kinh tế để xây dựng một quê hương ngày càng vững mạnh hơn. Huyện Bạch Thông đang ra sức để đẩy mạnh xây dựng phong trào nông thôn mới, thì tuổi trẻ lực lượng vũ trang nhà chúng tôi sẽ xung kích trong các hoạt động tình nguyện giúp dân bằng những ngày công thiết thực để giúp dân xây dựng hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tỉnh đoàn Bắc Cạn sẽ tiếp tục tập trung vào thực hiện là đẩy mạnh xây dựng cái mô hình tổ hợp tác xã thanh niên. Theo đó thì chúng tôi cũng đang rà soát lại một bước các cái mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Theo đó thì những mô hình mà nó gần nhau về các lĩnh vực thì sẽ hướng dẫn, khích lệ các bạn để thành lập các tổ hợp tác và thành lập hợp tác xã thanh niên. Phong trào thanh niên tình nguyện thì tiếp tục được triển khai với cái hướng là mỗi một chi đoàn, mỗi một đoàn cơ sở, mỗi một địa bàn trở thành một cái địa chỉ đỏ để tổ chức các hoạt động tình nguyện và phát huy cái vai trò của cán bộ đoàn. Mỗi cán bộ đoàn là một chiến sĩ tình nguyện, để làm sao đó thì các đối tượng thanh niên đều được tham gia các cái hoạt động là phù hợp với khả năng, năng lực và điều kiện của mình ở từng địa phương. Phát huy vai trò của các đồng chí đoàn viên, đảng viên trẻ ở các khối, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên để tham gia và hỗ trợ địa bàn nông thôn. Đối với công tác xây dựng đoàn thì năm nay chúng tôi xác định là sẽ hỗ trợ 8 đơn vị cấp xã mà năm vừa qua đánh giá là hoạt động còn hạn chế để nâng lên cái chất lượng hoạt động ở cơ sở. Và hiện nay thì Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh đoàn đã có kế hoạch để triển khai tới các đơn vị. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh đoàn, tuổi trẻ Bắc Cạn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, triển khai sâu rộng các mô hình hoạt động. Với cách làm mới, từng bước khẳng định vai trò xung kích của thanh niên và các tổ chức đoàn. Là một trong những cơ sở đoàn trực thuộc đoàn các cơ quan tỉnh Bắc Cạn, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp từ tỉnh đoàn Bắc Cạn, Ban Chấp hành đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng với yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt trong phong trào hiến máu tình nguyện, tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực hiến máu, khắc phục tình trạng khan hiến máu ở bệnh viện. Tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần không nhỏ xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển. Tôi đã thực hiện các cái chương trình thanh niên do đoàn các cơ quan giao chỉ tiêu từ đầu năm và những cái chỉ tiêu mà chúng tôi đã đề ra từ đầu năm. Và trong đó thì nổi bật đó là hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện, hoạt động xe đạp đến trường, xây dựng nông thôn mới do tỉnh đoàn. Đó là một cái chương trình của tỉnh cũng như là đã giao cho tỉnh đoàn cũng như là các đoàn cơ sở thực hiện. Và trong đó thì chúng tôi đã thực hiện được 5 đợt khám chữa bệnh tình nguyện, phối hợp với các chi đoàn trong khối văn hóa xã hội thực hiện một công trình thanh niên ở trên địa bàn thành phố tỉnh Bắc Cạn, góp phần vào cái công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh cũng như là đảm bảo cái chỉ tiêu do tỉnh đoàn cũng như là đoàn các cơ quan đã giao. Có thể nói, mỗi tổ chức cơ sở đoàn lại có cách triển khai khác nhau để đạt hiệu quả và sát với thực tế. Là một đơn vị nhiều năm đạt tổ chức đoàn vững mạnh, những năm qua, Ban Chấp hành đoàn xã Côn Minh đã cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả phong trào năm xung kích, bốn đồng hành, góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Khắc ghi lời Bác dạy, tuổi trẻ xã Côn Minh luôn xung kích, sáng tạo trong lao động sản xuất, tổ chức triển khai nhiều hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh.
Ngay từ đầu năm thì xã đã tổ chức các hoạt động như là hoạt động Xuân Đông Tình Nguyện 2016 và Xuân Tình Nguyện 2017, như là tặng chăn ấm và quần áo ấm, gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và đoàn xã đã tổ chức các hoạt động như là vận động đoàn viên thanh niên tham gia đắp lề đường bê tông nông thôn và gắn biển đoạn đường thanh niên tự quản, và tổ chức các hoạt động như là hoạt động về mừng Đảng mừng Xuân, các hoạt động tình nguyện hè, hoạt động hiến máu tình nguyện thì cũng đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn xã còn chỉ đạo các hướng dẫn và định hướng cho thanh niên để phát triển các mô hình kinh tế cũng như mở rộng các mô hình kinh tế của đoàn viên. Với vai trò là thủ lĩnh đoàn, nhiều năm qua, Bí thư đoàn xã Như Cố, Lương Đình Hùng luôn trăn trở làm thế nào để có thể phát triển được kinh tế ở địa phương, làm thế nào để tuổi trẻ trong xã yên tâm lao động, đóng góp công sức, xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương. Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, được sự giúp đỡ của tỉnh đoàn, sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên thanh niên trong xã, Hùng đã mạnh dạn xin thành lập mô hình hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố, tận dụng những thửa đất bỏ hoang. Hùng cùng các đoàn viên trong hợp tác xã tích cực lao động biến những thửa ruộng hoang hóa ngày nào nay đơm hoa kết trái. Mô hình hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố thành công không chỉ mang lại việc làm cho tuổi trẻ trong xã mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế cũng như là các chính sách phát triển kinh tế cho thanh niên thì bản thân tôi là một người thủ lĩnh đoàn ở cơ sở thì rất là mong muốn phát huy vai trò xung kích cũng như là tinh thần trong phát triển kinh tế để làm sao thành lập hợp tác xã nông nghiệp thanh niên này kết nối lại tất cả các bạn đoàn viên thanh niên có mong muốn khởi nghiệp từ nông thôn. Đó cũng chính là cái mục tiêu để làm sao chúng tôi thành lập cái hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố này với quyết tâm là đưa những cái thế mạnh của địa phương cũng như là giải quyết được những căn bản về cái việc làm và giảm thiểu những cái vấn đề nổi cộm khác trong thanh niên hiện nay. Men theo con đường lên xã, chúng tôi tìm về xã Quang Phong, huyện Na Rì để đến thăm tổ hợp tác sản xuất và dạy nghề mộc của đoàn viên Lại Văn Tú, một trong những tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào bốn đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Xuất thân trong một gia đình nghèo, để tìm cách thoát nghèo, Hùng đã đi làm thuê để lấy tiền học nghề. Trở về địa phương, Tú mạnh dạn đầu tư một cơ sở sản xuất gỗ để kiếm công ăn việc làm. Thời gian dần trôi, công việc ngày càng nhiều, thu nhập ngày một khá hơn. Tú đã mạnh dạn thành lập tổ hợp tác sản xuất và dạy nghề mộc với mong muốn giản đơn là được dạy nghề và tạo việc làm cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Các bạn đoàn viên thanh niên đến đây không chỉ được học nghề miễn phí mà còn được Tú bố trí nơi ăn, chốn nghỉ và hàng tháng đều được trả lương, đảm bảo ổn định cuộc sống. Tại địa phương tôi thì cũng ở vùng nông thôn nên là cũng không có nhiều công việc để mà làm lắm. Xong với lại đồng chí Tú đã phát triển cái mô hình xưởng mộc ở địa phương thì tôi cũng vào đây học nghề. Khi học nghề ở đây tôi không chỉ học được nghề mà còn có thêm thu nhập hàng tháng và trong cuộc sống. Khi mà đi học nghề về thì tôi có đi học ở nghề ở dưới cơ khí ở dưới Thái Nguyên. Thì khi quay về thì tôi thấy cái nghề cơ khí là chưa phù hợp với cái địa phương, với lại cũng không phù hợp với cái năng lực với lại cái vốn của chúng tôi, cho nên là tôi mới quyết định chuyển sang cái nghề mộc. Nghề mộc là tôi thấy là ở trên địa phương là chưa có một cái xưởng mộc nào. Và cái quan trọng nhất là tôi thấy cái nguồn tài nguyên lãng phí là về nguồn gỗ rừng là rất là còn nhiều, và gỗ rừng trồng đã đến độ tuổi khai thác, và tôi đã quyết định là mở một cái xưởng mộc để chế biến và tăng thu nhập cho bà con để mà tạo nên công ăn việc làm cho thanh niên. Khi mà tôi đã làm được một việc gì đấy thì tôi cũng muốn là cái sự muốn công việc của tôi được lan truyền và được lan tỏa hơn cho mọi người, để mọi người cùng có thu nhập, cùng có công việc ổn định như tôi. Cho nên tôi quyết định là đào tạo nghề cho thanh niên, để thanh niên có một cái công việc có thể là kiếm chút đồng tiền về nuôi gia đình và bản thân.
Bốn câu thơ Bác tặng toàn thể cán bộ, đội viên Liên phân đội Thanh niên xung phong 32 năm xưa đã được nhạc sĩ Hoàng Hòa phổ nhạc thành bài hát Thanh niên làm theo lời Bác. Bài thơ Bác tặng cho lực lượng thanh niên ngày nào vẫn còn nguyên giá trị. Những câu thơ của Người đã trở thành niềm tin và cơ sở hành động cho thế hệ trẻ Việt Nam củng cố quyết tâm, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về nơi không có việc gì khó hôm nay, các cựu thanh niên của Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 đã tận mắt thấy sự thay đổi rõ rệt. Những thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ Bắc Cạn hôm nay. Họ đang tích cực đẩy mạnh các cuộc thi đua, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.